Thưa quý vị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa tham dự buổi gặp mặt kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, ngày 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2021 và lễ trao huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức. Trong những năm qua, lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp, chiến lược quan trọng về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh quốc gia, không để bị động bất ngờ. Đặc biệt trong các đợt bùng phát COVID-19 vừa qua, cùng với y tế hết quân đội, lực lượng công an tiếp tục thể hiện vai trò tích cực của một trong những lực lượng trọng yếu tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Đã có những cán bộ chiến sĩ hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ. Theo mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Đại tướng Tô Lâm, trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ. Đại tướng Tô Lâm cũng trân trọng trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an qua các thời kỳ.